mình chẳng nhớ. Các bạn nhìn tôm, cái lông của nó này. Như vậy là mình đã tô xong màu xanh nước biển. À, còn thì cái tay nữa mình tô nước cái tay bên này. Bây giờ mình sẽ tô bàn tay và bàn chân của con sắt nhé. Nó sẽ có màu cam này. Mọi người nhìn tô bàn tay này. Đó. Tay này đang nắm bông hoa này. Tôi nốt cái lá rất là xong nhé. Xong rồi các bạn ơi, như vậy là mình đã tô xong con nhím rồi. Bây giờ mình sẽ sang video tiếp theo nhé. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.